Mười năm về trước tại đấu trường ở Vương quốc Lover, lúc này đây cựu ma pháp vương tiền nhiệm con rát đang bị các đoàn trưởng răng phép thuật khống chế tứ chi. Đứng giữa họ chính là ma pháp vương đương nhiệm Chu Ly Sút. Con rát giận dữ thét lớn tại sao Chu Ly Sút lại muốn ngăn cản hắn ta. Chu Ly Sút cho rằng việc mà hắn đang dốc sức làm là một việc sai trái và khuyên con rát nên từ bỏ đi vì hắn ta chẳng còn đủ ma pháp để chống đỡ. Con rát giận dữ thét lớn và cho rằng kẻ sai lầm ở đây chính là sút và các cận thần của ông. Vô số cánh cổng được mở ra bởi các chìa khóa của hắn. Từ trong những cánh cổng đó, hàng loạt các ma pháp đủ thể loại được phóng thích và triệt tiêu ma pháp của các đoàn trưởng. Con giáp rút ra thanh đế kiếm mà hắn thó được từ hoàng tử Emily ma pháp vương đầu tiên của đất nước Lover và chém phăng về phía các đoàn trưởng. Con giáp liên tục bắn ra các đợt ma pháp hạng nặng tấn công Sút và quả quyết rằng mình phải tạo ra một đất nước nơi mà mọi người có thể chung sống và cười đùa với nhau. Mong muốn tạo ra một thế giới như vậy thì có gì là sai trái chứ? Hắn vung một nhát từ thanh đế kiếm bổ thẳng xuống đầu các đoàn trưởng khiến họ nằm la liệt, sàn đấu lúc này cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Đột nhiên Chu Ly Sút xuất hiện từ sau lưng và kích hoạt ma pháp thời gian phong ấn hắn cùng thanh đế kiếm. Con rát chất vấn Chu Ly Sút dám đánh đổi bảo vật quốc gia để phong ấn hắn sao? Chu Ly Sút trả lời rằng ông đã không còn đủ pháp lực để lấy lại nó nữa rồi và xin phép nhận trách nhiệm này với tư cách là ma pháp vương kế nhiệm con rát nhìn xuống sợi dây chuyền của hắn và giận dữ thét lớn rằng hắn nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc tuy nhiên chưa kịp nói hết câu thì con rát đã bay màu sau đó quay trở lại thời điểm hiện tại tại vương quốc lover sàn đấu năm xưa lúc này cũng đã được tu sửa trở lại trong vô cùng hoành tráng hôm nay là ngày diễn ra lễ hội chi um một lễ hội của những màn đấu ma pháp một thập kỷ mới có một lần đây là giải đấu tay đôi một trọi một được tổ chức để quyết định xem ai sẽ là ma pháp kỵ sĩ mạnh nhất và từ lâu người ta cho rằng pháp sư nào thắng giải đấu này sẽ được chọn làm ma pháp vương kế nhiệm Tại đấu trường có 9 ma pháp kỵ sĩ đoàn gồm các pháp sư chuyên chiến đấu đang ngồi chăm chú quan sát cho trận đấu sắp sửa được diễn ra. Trận đấu đầu tiên chính là của thí sinh Juno. Đoàn phó của Kim sắc Nhật xuất đoàn đối đầu với một thí sinh tự xưng là kẻ đeo mặt nạ. Đòn tấn công đầu tiên là của Juno với phong ma pháp. Tuy nhiên kẻ đeo mặt nạ đã chém đôi nó vô cùng dễ dàng. Đột nhiên một nhóm người bí ẩn xuất hiện trên các trụ cột của đấu trường. Một trong số đó lộ mặt là con rát đã bị phong ấn 10 năm về trước. Hắn ta lôi ra thanh đế kiếm đồng bọn khác của hắn cũng kích hoạt ma pháp kết giới thánh địa ngục tối bao trùm lấy toàn bộ đấu trường mọi liên lạc bên ngoài với bên trong sàn đấu đều bị cắt đứt con rát xuất hiện ngay sau lưng chu ly sút và chế giễu ông rằng hắn chỉ mới hút đi chút ma pháp mà đã khiến cho chu ly sút ra nông nỗi này sao hắn ta giải thích rằng vào cái ngày mà chu ly sút bị đâm trọng thương phong ấn của ma pháp thời gian lên người hắn đã bị phá vỡ cựu ma pháp vương là jin sia phân kích hoạt quân đoàn ma pháp của mình và gọi ra vô số các đội quân cờ tốt vây hãm người dân trong đấu trường Ata lúc này đành phải xuất hiện để giải cứu cho các thường dân và chấn áp đám quân cờ tốt. Cờ lao lúc này cũng ra sức phá hủy vách kết giới bằng cương ma pháp xuyên xoáy giáo nhưng không sao phá hủy được. Juno và những người khác cũng lao vào phụ giúp Ata một tay chiến dấu chống lại đám quân cờ tốt. Noelle của trách Ata rằng hiện tại mọi người trong đấu trường đang bị rút cạn ma pháp từ từ và những ai có ít pháp lực sẽ không thể di chuyển được. Lúc này ba vị cựu ma pháp vương cùng nhau xuất hiện trước mặt Ata và mọi người. Con rát giải thích rằng hắn đã hồi sinh họ bằng ma pháp của mình và nhờ sức mạnh của đế kiếm. Chester gọi ra kết giới ma pháp thần khí từ ngục tối và ném thẳng nó về phía Atta nhưng cậu dễ dàng chém phăng. Mắt lúc này cũng xuất hiện để giải cứu cho ma pháp vương Chuli sút nhưng lại bị con rát để ý và xông tới cướp lấy ma pháp của anh. Cựu ma pháp vương Edward cho rằng họ không nên làm hại Ata một cách không cần thiết và chỉ cần kết liễu cậu ta trong một đòn mà thôi. Juno phóng lên không trung và tung ra phong ma pháp nhưng Chester đã chống đỡ lại bằng ma pháp kết giới và phản đòn con rát gặng hỏi chu ly sút rằng ông ta thực sự nghĩ một đám trẻ nông dân không có ma pháp như ata mà lại có thể trở thành ma pháp kỵ sĩ sao lúc này đoàn trưởng Zami cùng các đoàn trưởng khác cũng kịp thời xuất hiện để chấn áp các cựu ma pháp vương từ trên không trung Zami phóng ra những đường kiếm của mình với ám ma pháp bão kiếm u minh phủ bóng tối khiến Edward phải lách người qua một bên lợi dụng khói bụi mù mịt anh đã cứu lấy ma pháp vương chu ly sút và nhanh chóng tháo lui qua ma pháp dịch chuyển của finja đoàn trưởng ma pháp Kaiser nhìn con rát và ngay lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc ấy Chulisut nói với Jamie rằng nếu cứ thế này thì họ rất khó mà đánh bại được kẻ địch. Ông ra lệnh cho nhóm Atta hãy nhanh chóng đến phòng nghiên cứu ma cụ chi bộ không để mang về đây ma cụ mà ông đang hợp tác phát triển với Nezo. Cuộc nói chuyện buộc phải chấm dứt khi Edward tìm ra nơi Chulisut và những người khác đang đứng rồi tấn công họ bằng ma pháp băng giá của mình. Jamie lao lên chém phăng những tảng băng đó với thanh katana của anh và ra lệnh cho Atta mau đi tìm ma cụ mà ngài Chulisut đã dặn lấy. Lúc này những người dân trong đấu trường cũng đã được sơ tán thông qua cánh cổng dịch chuyển của Finja. Diêu Nguyệt Ngoạc vài nét bút phóng ra đòn vô ve hống kết hợp với ám ma pháp mũi kiếm đen phủ bóng tối và viêm ma pháp lửa xoáy của hai vị đoàn trưởng. Tuy nhiên đòn tấn công đều bị chặn đứng bởi ma pháp kết giới và ma pháp băng của các cựu ma pháp vương. Con giáp nói rằng nỗ lực của Jamie và mọi người ở đây là hoàn toàn vô ích khi mà đế kiếm của hắn ta kích hoạt thì sẽ hủy diệt toàn bộ vương quốc. Jamie và Chuli suốt lúc này cũng đã nhận ra hiện toàn bộ pháp lực được hấp thụ từ những người ở hội trường đã và đang được chữ bên trong đế kiếm bằng ma pháp chìa khóa của con rát hắn ta có thể tha hồi lợi dụng sức mạnh ma pháp đó và đế kiếm fuego leon và noze lúc này cũng đã xuất hiện sau khi di tản các thường dân thành công jami chợt để ý đến các cựu ma pháp vương và nhận ra rằng họ đã được con rát hồi sinh từ cõi chết con rát nhảy xuống và cắm thanh đế kiếm ngập vào sàn đấu trường hắn ta giải thích rằng đất nước clover này có vô số điểm đặc dị là nơi các địa mạch pháp khí tác dụng lẫn nhau và hội trường này là một trong số đó mười năm trước hắn đã biến đổi hội trường này thành sàn đấu và chưa kịp ra tay thì đã bị chu ly cùng mọi người chen ngang Mặt đất bắt đầu dung chuyển dữ dội và sàn đấu thì tách ra. Con rát tự hào giới thiệu rằng đây chính là pháo đài bay lơ lửng trên không chi ung với kết giới của Chester bao bọc xung quanh khiến cho nơi này trở thành nội bát xuất ngoại bất nhập. Nhóm Atta lúc này cũng đã tới được chi bộ không. Finja viết vài dòng mật khẩu bí mật bằng ma pháp khiến cánh cửa lập tức được mở ra. Một người phụ nữ đã chờ sẵn và tự giới thiệu mình là Millie Mattel, điều phối viên ở chi bộ không. Cô nói rằng mình đã được tóm tắt tình hình và kêu Nezo hãy dẫn mọi người tới chỗ ma cụ mà cô và Chulisut đang hợp tác phát triển do Sally cất giữ. Trên đường di chuyển Nezo giải thích rằng tên đầu sỏ chính là rát Leto, một ma pháp kỵ sĩ của vương quốc Clover trước đây và cũng là ma pháp vương tiền nhiệm của Chulisut Novakono. Trước khi được chọn làm ma pháp vương thì người đàn ông này được biết đến như một nhân vật quyền lực ở vương quốc Clover. Hắn ta trở thành đoàn trưởng kỵ sĩ cùng các thành viên trong đoàn lập nên các thành tích đứng đầu. Người dân đã tin tưởng và nhìn nhận hắn sau đó bầu con rát lên làm ma pháp vương, mãi cho đến sau đó hắn đã thay đổi và làm loạn, kết quả là bị thu hồi tước vị ma pháp vương. Hắn đã lấy đi ma cụ của ma pháp vương đầu tiên chính là thanh đế kiếm Eldosia. Chu Ly Sút và những người khác biết được kế hoạch đó nên đã ra tay phong ấn con rát lại. Họ sau đó đã công bố rằng hắn chết vì bệnh để không làm người dân hoảng sợ. Con rát rất mạnh và hắn có thể tạo ra chìa khóa bằng ma pháp để mở hoặc đóng tất cả thứ gì không gian mà con rát mở ra bằng chìa khóa của mình có thể hấp thụ mọi thứ bao gồm cả ma pháp của những người khác nói cách khác hắn có thể cướp đi ma pháp của những người khác và sử dụng nó một cách tùy ý cuối cùng thì nezo và nhóm ata cũng tới được nơi sâu nhất ở tri bộ không nezo nói rằng thứ mà họ đang tìm kiếm chính là một món đồ có vai trò như vỏ của đế kiếm sử dụng để phong ấn con rát tuy nhiên khi nezo vừa mở cửa ra thì cô vô cùng ngỡ ngàng khi thấy con rát đã đứng chờ sẵn trong phòng thí nghiệm hắn ta nhẹ tay bóp một phát khiến ma cụ bị phá vỡ Nezo xông vào ngăn cản cũng bị con rát đánh văng, Finzo, Noele và Atta trong thoáng chốc đã bị con rát triệt hạ và khống chế. Hắn ta lần lượt đọc rõ từng tên tuổi và thân phân của họ rồi giải thích rằng mình biết được những điều đó là nhờ vào giao tín ma pháp mà bản thân đã đánh cắp được từ mát. Hắn vung tay lên và cho mọi người xem những hình ảnh ba chiều được chiếu giữa không trung. Lúc này đám quân cờ tốt của Jinxia đã có mặt khắp nơi trong vương quốc, dân chúng và các cơ sở vật chất lớn lúc này đều đã bị thâu tóm. Genya có thể tạo ra nhiều binh lính ma pháp hơn thế và khiến cho vương quốc Lover bị xâm lược bởi sức mạnh quân sự của cả một đất nước. Các đoàn trưởng đã giúp cho nhóm Atta trốn thoát cũng bị đánh bại và bắt sống. Con rát mỉa mai khi biết được thân phận của Noelle, cô tức giận phóng ra Hải Long hống tấn công con rát. Tuy nhiên hắn đã tránh được đòn tấn công đó và bắt giữ lấy Noelle rồi cướp đi ma pháp của cô. Con rát sau đó sử dụng Hải Long hống tấn công Atta nhưng cậu đã chém phăng nó và mọc ra một nửa đôi cánh đen của ác quỷ sau lưng. Con rát sau đó phóng vút lên không trung và triệu hồi vô số cánh cổng chứa các ma pháp mà hắn cướp được tấn công Ata. Cậu bị vô số những chiếc cột đè lên người nhưng vẫn phá hủy được chúng để thoát ra ngoài. Con rát có lời khen cho phản ma pháp của cậu và nói rằng mình thực sự muốn cướp đi loại ma pháp này lắm nhưng không còn thời gian nữa. Hắn giải thích rằng đế kiếm được tạo ra để truyền lại những ma pháp đặc biệt từ các pháp sư và anh hùng để làm di sản cho các thế hệ tương lai. Nó lưu giữ ma pháp và trí tuệ của mọi ma pháp vương, chưa kể nó còn chứa đựng một phần linh hồn của họ. Con rát nói rằng hắn sẽ kết hợp ma pháp từ các đời ma pháp vương hỏa thủy phong thổ với vô lượng ma pháp mà hắn ta đã cướp được và tạo ra cực đại phức hợp ma pháp. Mục tiêu của hắn ta là đưa nó vào địa mạch tại nơi này và tạo ra một thảm họa chưa từng có giết chết toàn bộ dân chúng của vương quốc này. Tuy nhiên vì đế kiếm có thể lưu giữ những linh hồn đã khuất nên con rát sẽ lựa ra những sinh mạnh mà hắn cho là đáng được sống tiếp và hồi sinh ở đất nước mới. Hắn nói rằng bản thân đã nhìn thấu được ký ức của nhiều người và thấy được nỗi bất công bao gồm cả chính những gì má Ata đã phải chịu đựng trước đây. Con rát đề nghị Ata hãy cùng hợp tác với hắn ta và cùng nhau tạo ra một thế giới lý tưởng nơi mọi người có thể tôn trọng và cười đùa với nhau. Ata gầm lên giận dữ rút ra thêm một thanh kiếm nữa nhào đến chém con rát. Cậu cho rằng ma pháp vương tồn tại là để bảo vệ đất nước và người dân, vì lẽ đó cậu sẽ không bao giờ làm theo lời hắn. Con rát tức giận vì thấy Ata là một kẻ từng trải qua bất công như hắn nhưng lại không chịu hiểu. Hắn tạo ra vô số cánh cổng ma pháp sau lưng và bắn chúng về phía Ata. Nằm trên vũng máu, Ata chỉ biết thở phì phò và không còn khả năng chiến đấu. Tuy nhiên cậu vẫn một mực yêu cầu hắn trả lại ma pháp cho Noelle và nói rằng bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ, vì không từ bỏ chính là ma pháp của riêng cậu. Đột nhiên Ata bị ma pháp màu lục bao phủ lấy rồi biến mất. Nữ điều phối viên Milimel Adel đưa cho Sally ống thuốc để cường hóa ma pháp của mình. Trong khi đó Juno đã có mặt và liên tục chém con rát bằng phong đao. Con rát bất ngờ bị Sally và Milimel Adel giăng tơ ma pháp. Nezo từ sau lưng lao tới kích hoạt phong ấn ma pháp nhà tù vĩnh cửu để trói chân con rát lại tuy nhiên nó vẫn là vô dụng trước sức mạnh của hắn ta không còn cách nào khác juno lập tức yêu cầu mọi người rút lui sau đó con rát liên lạc với các ma pháp vương và được biết rằng tiến độ kết hợp ma pháp hiện tại đã đi được khoảng 20%. đồng thời con rát cũng tới được nơi có địa mạch chính là bộ xương ác quỷ ở huệ ngoại giới tại ngôi làng có tên là hage con rát chợt nhớ lại quá khứ khi xưa hắn cùng với chu ly sút ngồi trên đỉnh sọ của ác quỷ con rát khi ấy nói rằng ma pháp chìa khóa của hắn vô dụng trừ khi vay mượn sức mạnh của ai đó con rất tin rằng rồi một ngày nào đó hắn ta sẽ thay đổi được cả đất nước này bởi vì không từ bỏ chính là ma pháp của riêng hắn. Noelle lúc này cũng đã tỉnh lại. Juno bước đến trước mặt cô và nói rằng họ hiện đang ở nơi trú ẩn mới xây dựng của kim sắc nhật xuất đoàn nên chỉ có vài người mới biết được. Mimosa kể rằng cô và mọi người suýt chút nữa là đã bị bắt mất nhưng cũng nhờ có các đoàn trưởng đã giúp mọi người trốn thoát. Át lúc này cũng đã tỉnh lại, chứng kiến Finja và những người khác bắt đầu nao núng vì không biết phải làm gì khi đất nước đang lâm vào tình thế này cậu liền động viên mọi người hãy nhớ lại cương vị của họ chính là các ma pháp kỵ sĩ đoàn của vương quốc Cờ Lover. cậu đề cao sự hy sinh và chiến đấu anh dũng của các ma pháp kỵ sĩ đoàn đã chiến đấu vì mọi người và vì vương quốc Cờ Lover này. đó là lý do cậu không thể chịu khoanh tay đứng nhìn những gì mà ma pháp vương và các đoàn trưởng đã dày công bảo vệ bị phá hủy. Noelle và những người khác sau khi nghe được bài phát biểu ấy thì lập tức đứng lên và thề rằng sẽ chiến đấu cùng Atta chống lại con rát và các cựu ma pháp vương khác. đột nhiên tiểu thư Leon cùng William với Jack và Charlotte thì ra bọn họ đều đã đi làm nhiệm vụ ở nơi khác hoặc đi tập luyện nên không bị truy đuổi và có thể đến được đây jack nói rằng người của anh đã quan sát pháo đài bay từ xa và nhận ra rằng jami và những đoàn trưởng khác vẫn còn sống nhưng đang bị mắc kẹt trong một kết giới nezo giải thích rằng việc chúng không lấy mạng của họ và người dân có lẽ là vì để hấp thụ ma lực thông qua đế kiếm và nạp cho đồng bọn tuy nhiên nếu pháp lực của jami và những người khác cạn kiệt thì chắc chắn họ sẽ mất mạng sau đó một cuộc họp bàn kế hoạch tác chiến giữa các đoàn trưởng đã được diễn ra khâu chuẩn bị cho cuộc phản công cũng được mọi người gấp rút thực hiện Mục tiêu đầu tiên chính là giải cứu cho những người ở căn cứ Hắc Ngưu Đoàn. William cho rằng họ cần thứ gì đó cho phép di chuyển mọi người an toàn với số lượng lớn. Đó là lý do tại sao họ cần đến tàu bay của Hắc Bộc Ngưu Đoàn. Tuy nhiên vì con rát là một kẻ có thể sử dụng được rất nhiều ma pháp khác nhau nên Ata được đóng vai trò là người triệt hạ những loại ma pháp đó. Sau khi phá vỡ vòng vây của đội quân cờ tốt quanh căn cứ Hắc Bộc Ngưu Đoàn, mọi người lập tức xông vào và truyền thụ năng lượng cho Henry. Căn cứ Hắc Bộc Ngưu Đoàn sau đó liền biến đổi và trở thành tàu bay ma pháp. Tuy nhiên đội quân cờ tốt đã bu lấy mạng phải của con tàu khiến cho nó không sau cất cánh được. Jack cùng với cha Lotte và đoàn trưởng William quyết định ở lại để cầm chân kẻ địch đông đảo. Lúc này tại pháo đài bay con rát giải thích rằng lý do mà hắn giữ mạng cho Chu suốt sút chính là vì muốn ông khắc sâu hình, ảnh cái chết thảm hại của đám thân tín của mình. Chester liền răng rộng vùng kết giới bao quanh pháo đài bay chi đồng thời hắn cũng dịch chuyển ra trước căn cứ bay hắc bộc ngưu đoàn và tấn công họ bằng một luồng ma pháp khổng lồ. Magna xốc lại tinh thần của mọi người và nói rằng đã tới lúc họ cũng phản công cậu sau đó kích hoạt các khẩu pháo trên phi thuyền bay của mình và bắn trả lại Chester bằng hỏa ma pháp, lôi ma pháp độc ma pháp và sự hỗ trợ của kính ma pháp. Sau khi vượt qua được họng pháo của Chester, họ lại đối mặt với lớp kết giới khổng lồ tiếp theo. Finja ra tạo cổng không gian giúp cả nhóm đi xuyên qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên vẫn còn một lớp kết giới cuối cùng đang được dựng lên và nó ngăn phép thuật không gian của Finn ra đi xuyên qua. Đây chính là lúc mà Atta thể hiện, cậu đứng trước mũi phi thuyền và lôi ra thanh cự kiếm siêu to khổng lồ của mình rồi chĩa về phía kết giới đột nhiên hai cựu ma pháp vương là Jinxia và Edgar xuất hiện và yêu cầu Ata hãy dừng lại. Đúng lúc này họ bị Nezo giam lại trong ma pháp phong ấn và bị dịch chuyển đi chỗ khác. Cú đâm kiếm mạnh mẽ của Ata khiến cho kết giới sắp sửa bị xé toạc. Đúng lúc này ma pháp vương Chester từ trên trời lao xuống dáng một đòn vào mặt thanh cự kiếm khiến cho chiếc phi thuyền chúi đầu xuống dưới đất. Hắn toàn lao tới chỗ Ata và tấn công cậu nhưng Juno đã phóng tên đẩy lùi Chester. Juno sử dụng vùng pháp khí cú táp bạo loạn tạo ra một đòn tấn công đôi nhắm về phía Chester một lần nữa Juno và Atta cùng nhau hợp lực chĩa mũi kiếm tông thẳng vào kết giới của Chester. Cả hai bên vùng vằng rằng co qua lại một hồi thì đầu mũi kiếm cũng xuyên qua nhưng chỉ có Juno và Atta là lọt vào được. Juno quyết định sẽ ở lại cầm chân Chester và hóa thành tinh linh đồng hóa một nửa hình thái. Trong khi đó Finn ra dịch chuyển ma Pháp Vương và các nhóm chiến đấu tới từng khu vực theo như kế hoạch đã soạn sẵn hòng chia cắt kẻ thù. Tiểu thư Leon được dịch chuyển tới một sa mạc vắng người và một trọi một lại ma Pháp Vương Jinxia Funny Bunny. Cô tự tin nói rằng mình chẳng cần mánh khóe nào để có thể đối đầu với kẻ có sức mạnh tương đương 1.000 quân lực cả. Jin có lời khen cho Leon và kích hoạt quân đoàn ma pháp thống trị bất tận, gọi ra một đội quân cờ tốt. Tuy nhiên Leon vung nắm đấm bộc phá và cho thiêu dụi toàn bộ chỗ quân lực này trong thoáng chốc. Ở phía bên này Juno đang phải chật vật khi đối đầu với Chester. Hắn ta gọi ra vô số các thanh kiếm làm từ kết giới ma pháp và giải thích rằng chúng là những ma pháp đang nạp vào pháo đài bay này rồi phóng về phía Juno. Tuy nhiên Juno cũng không hề kém cạnh khi bí mật giải thoát thành công cho các đoàn trưởng. Tình thế hiện giờ lập tức chuyển thành một vs 4. Tuy vậy Chester vẫn khá tự tin và cho rằng con rát và hắn đã giữ mạng cho các đoàn trưởng tới giờ là để hút. Ma lực và nạp vào cho pháo đài bay nên với chút pháp lực còn lại thì họ sẽ chẳng thể làm được gì nhiều cả. Tại mặt trận chiến đấu ở miệng núi lửa, Magna sử dụng viêm ma pháp và ném ra các cầu lửa chết trong ngục về phía Edgar. Edgar phản đòn bằng cách phóng ra những tảng băng nhưng đã bị cho ma pháp của ra triệt tiêu và phản lại. Lớp bất ngờ xuất hiện phía sau Edgar và liên tục giáng những cú đá sấm sét về phía ông ta. Noelle phóng ra đòn thủy ma pháp và yêu cầu dây chuyển đổi ma pháp thành hệ hỏa. Tuy nhiên Edgar chạm nhẹ một cái ngay lập tức đã khiến cho mặt dung nham nóng chảy hóa thành băng trong thoáng chốc. Phiên ra sau đó buộc phải dịch chuyển dây ra chỗ khác để né đòn tấn công của Edgar. Nezo giải thích rằng các ma pháp vương được hồi sinh và ma pháp để hủy diệt vương quốc đều sẽ có thể bị diệt trừ một khi Atta lấy đoạn ma kiếm và chạm vào đế kiếm. Nhiệm vụ của họ chính là cầm chân các ma pháp vương cho tới khi Atta làm được điều đó. Edgar yêu cầu nhóm Noelle hãy mau rời khỏi chốn này và đi thật xa bởi vì ông thấy được trái tim của họ không hề vần đục như các quý tộc và quan lại của đất nước này. Tuy nhiên cả bọn cùng đồng thanh và hét lớn rằng có chết cũng sẽ không tháo chạy. Edgar thi triển tuyệt kỹ băng tuyết ma pháp sám hối ở thế giới băng giá và đóng băng toàn bộ vùng núi lửa nóng chảy. Tuyệt kỹ này tạo ra một pháo đài băng khổng lồ giúp Edgar hạ nhiệt độ của không gian xuống dưới mức đóng băng ông ta còn triệu hồi thêm một con quái vật băng khổng lồ và ra lệnh cho nó tấn công nhóm Noelle hiện đang gặp khó khăn về vấn đề di chuyển. Lúc này tại mặt trận sa mạc, tiểu thư Leon hiện đang bị các quân cờ tốt vây hãm. Khi cô chưa kịp nhận ra thì Jinxia đã xiên cho Leon một nhát, tưởng rằng thế là hết. Leon nắm lấy thanh gươm của ma pháp vương và bật mốt bung lụa khiến vạn vật xung quanh bị thiêu cháy. Jinxia đánh mất thanh kiếm của mình thì cũng hăng trở nên hăng tiết vịt và công nhận sức mạnh của Leon. Jinxia sau đó kéo mũ giáp che mặt xuống và xông vào đấu tay đôi với Leon. Trong khi đó các đoàn trưởng và Juno thì ra sức chống trả lại ma pháp vương Chester với chút ma lực còn sót lại của mình. Jamie nhận nhiệm vụ cận chiến và tìm cách đánh lạc hướng hắn. Trong khi đó Fuego Leon thì lao từ trên không xuống dáng một đòn hỏa quyền vào Chester. Đúng lúc này một vụ nổ do Chester chuẩn bị sẵn đã được răng ra khiến cho các đoàn trưởng bị thổi văng ra từ phía. Juno vẫn hết lực vào thanh kiếm của mình và tông thẳng qua kết giới của Chester, không còn cách nào khác. Chester buộc phải giải phóng sức mạnh của mình sau đó và tạo ra vô số những chiếc vòi khổng lồ ata từ trên trời lao xuống và thét lớn gọi tên con rát tuy nhiên hắn ta đã găm thanh đế kiếm vào sọ ác quỷ mặt đất khắp nơi bắt đầu nứt toạc ra và cả vương quốc cờ lo vơ trở nên rung chuyển con rát nói rằng hắn đã truyền ma lực vào địa mạch của vương quốc rồi và mọi nỗ lực của ata lúc này sẽ là vô ích tuy nhiên cậu vẫn vô cùng lạc quan và nói rằng mình sẽ đá đít con rát rồi rút thanh đế kiếm đó ra cả hai cùng nhau thét lớn bởi vì không bỏ cuộc chính là ma pháp của ta quay trở lại với chiến trường sa mạc tưởng chừng leon đã gục ngã sau đòn tấn công cuối cùng của ma pháp vương jinxia thì cô bất ngờ vực dậy leon nhớ lại những người bạn mà cô đã gặp trong chuyến hành trình của mình và nói rằng nếu cô gục ngã tại đây thì họ sẽ cười vào mặt cô mất nói rồi leon toàn thân hóa lửa và xông vào tấn công jinxia cô liên tục tung ra vô số những cú đấm khiến cho giáp trụ đầu của jinxia bị vỡ toang jinxia triệu ra vô vàn đám quân cờ tốt vây hãm lấy leon và kết hợp chúng lại thành một con cờ khổng lồ Chester nói rằng nhóm Juno đã buộc hắn phải dùng tới át chủ bài của mình và tạo ra một xoắn ốc khổng lồ sau lưng giữa không trung. Juno xông đến và chém phăng nó với thanh kiếm tinh linh của cậu. Trong khi đó, Jami phối hợp cùng hai vị đoàn trưởng khác tạo ra đòn tấn công ma pháp phối hợp ánh sáng thiêu đốt xuyên người Chester. Hắn ta gầm lên trong đau đớn nhưng chưa xong thì Juno lại mượn chiêu của Ata và lao tới bồi thêm một đòn xuyên tâm khiến Chester văng thẳng vào kết giới của mình. Hắn không còn cách nào khác đành bỏ qua việc phòng thủ cho pháo đài bay và dùng hết sức mạnh của mình để nghiền nát nhóm Juno. Lúc này con rát đang tạo ra vô số các cánh cổng ma pháp và bắn về phía Atta. Con rát nói rằng việc Atta cố gắng trở thành ma pháp vương ở thế giới này là một điều vô ích. Con rát cầm sợi dây chuyền của người đồng đội quá cố trên tay và nhớ lại quá khứ bi thảm. Atta sau một hồi lạng lách thì bị vô số cánh cổng ma pháp vây hãm từ phía. Con rát đề nghị cậu hãy theo hắn ta và đến thế giới mới hắn sẽ phong cậu làm ma pháp vương ở đó. Tuy nhiên Atta gạt phăng đi và đáp trả rằng ma pháp vương phải là tự thân nỗ lực mà trở thành chứ không nhờ ai phong tặng cho cả ata hóa một nửa hình thái của quỷ và xông tới tấn công con rát con rát có lời khen cho ata rằng đòn đánh vừa rồi của cậu khá hay nên hắn mới đỡ mà không thèm né hắn nhận ra rằng ata rất cứng đầu và có lẽ sẽ không bao giờ chịu chấp nhận lời đề nghị của mình chính vì thế con rát đã gọi các cổng ma pháp tụ lại quanh người hắn và hấp thụ sức mạnh của chúng sau lưng hắn hiện lên chiếc vòng hào quang của bốn loại nguyên tố cùng với thanh kiếm ma pháp tạo ra trong tay con rát lao tới giao đấu với ata Atta nhận ra rằng cậu có thể vô hiệu hóa hắn bằng phản ma pháp nhưng vẫn không sao đọ lại được sức mạnh áp đảo này. Trong khi đó con quái vật băng của Edgar sắp sửa dáng một đấm xuống đầu nhóm Noele. Nhờ có cho ma pháp của Dô mà nắm đấm của nó đã bị tan biến, Lốc và Magna chớp thời cơ chạy thục mạng lên người con quái băng và tấn công nó bằng trận đồ dây thường lửa. Con quái vật phóng ra một đợt trưởng băng nhưng gao Che đã phản pháo lại đòn tấn công đó lên người nó. Edgar tung ra băng tiết ma pháp tử đạo vì thế giới và dựng lên một con quái vật còn bự hơn cả trước. Noele sốt ruột hối thúc ata hãy nhanh chóng lên vì ma pháp của mọi người không còn trụ được lâu đâu trong khi đó ata tung ra cơn cùng phong đen và liên tục truy đuổi con rát tuy nhiên hắn ta nhận xét rằng tốc độ của cậu đã giảm đi rất nhiều so với trước rồi bị con rát đánh bật ra phía sau và mất một thanh trường kiếm con rát giơ thanh kiếm ma pháp và kéo một đòn sấm sét xuống đầu ata hắn lấy thanh kiếm đó đâm xuyên lồng ngực cậu và nói rằng không ai kể cả ma pháp vương đầu tiên có thể thay đổi được đất nước này đến cả chu li sút cũng bị bọn yêu tinh đánh tơi bời trong trận chiến vừa rồi và vương quốc cờ lo vơ suýt phải đối mặt với sự diệt vong hắn cho rằng các ma pháp vương là một đám vô dụng vì chúng chẳng bảo vệ được gì và chẳng thay đổi được gì cả tuy nhiên atta dù còn chút sức mọn vẫn cố gắng thều thảo và cho rằng ma pháp vương hiện tại đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ tất cả người dân ông ấy đã bảo vệ mọi người dù phải trả giá bằng mạng mình và thậm chí cả hàng trăm năm về sau lê mi vẫn chịu ngủ vùi để có thể giúp họ và đất nước này ba cánh của cỏ ba lá tượng trưng cho sự chính trực cánh thứ tư tượng trưng cho sự may mắn còn cánh thứ năm chính là hiện thân của quỷ dữ lúc này đây ác quỷ ly be ra từ trong ma đạo thư năm cánh của ata nhận ra rằng cậu em của mình sắp mất mạng hắn liền truyền thụ sức mạnh cho ata từ bên trái ata mọc ra thêm một cánh ác quỷ nữa cậu lao tới chém xuyên người con rát và nói rằng ma pháp vương là người truyền cảm hứng cho mọi người và họ không hề vô dụng con rát đứng từ dưới mặt đất giơ tay lên trời và phóng ra những chùm năng lượng về phía ata cậu lách và né đòn rồi phóng xuống đọ kiếm với con rát ata sau đó chuyển hướng sang tấn công thanh đế kiếm nhưng con rát đã kịp thời ngăn cản cậu bằng một cú đá ata nhận ra rằng thể đen của mình sắp sửa tan biến và vô cùng lo lắng cậu vùng lên quay người lại và tiếp tục đọ kiếm với con rát ata nói rằng cậu sẽ cùng mọi người thay đổi đất nước này và tạo ra một nơi mà con người có thể tôn trọng lẫn nhau và cười đùa với nhau đòn tấn công của at vô tình đâm trúng ma đạo thư của con rát và khôi phục lại sức mạnh cho các đồng đội cậu tại chiến tuyến núi lửa Noelle kích hoạt bộ giáp của chiến binh trinh nữ thủy sáng thành ma pháp và tạo ra hải long hống đối trọi lại với tia băng giá của quái vật băng Edgar. Gao Che yêu cầu Noelle nhìn sang con mắt anh và tạo ra vô số ảnh ảo của cô rồi tấn công quái băng từ tứ phía bằng hải long hống của mình. Dây sử dụng chuyển đổi ma pháp khiến cho những phần bị đóng băng trở thành nguyên tố nước, lốc phóng từ mặt đất lên và tung ra cú lôi cước lấy đi một cánh tay trái của quái băng. Noelle gọi ra hải long hống khổng lồ từ trên không trung lao xuống cắn mất đầu của quái băng khiến bản thể nó sụp đổ ngay tức khắc. Edgar cũng đã bị cô chĩa mũi khoan nước ngay giữa ngực. Tuy nhiên Noelle lại buông vũ khí và nói rằng nếu ông ta chịu thay đổi ý định thì hãy cùng họ bắt đầu lại từ đầu. Ở phía bên này Ata đã kịp rút ra thanh kiếm đen khác chém tan đòn trưởng của con rát cậu sau đó phối hợp đổi. Sang thanh cự kiếm và chặt một nhát ngang hông đánh văng con rát lẫn thanh đế kiếm ra khỏi sọ đầu của ác quỷ. Toàn vương quốc lúc này cũng trở lại bình thường, các cựu ma pháp vương dần tan biến những tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì con rát lại đứng dậy và nói rằng hắn đã kích hoạt cấm chú đánh đổi bằng mạng sống của mình và tạo ra vòng tròn ma thuật diệt vong từ trên không trung một tảng thiên thạch khổng lồ được kéo xuống vương quốc cờ lover ata nằm trên mặt đất cố gắng với lấy thanh hắc kiếm và nói rằng mình quyết sẽ không đầu hàng Chuli sút có mặt và ném cho ata thanh đế kiếm khoảnh khắc cậu nhận nó trong tay ata cảm nhận được sức mạnh của tất cả mọi người trong vương quốc cờ lover đôi cánh bên trái của cậu phát sáng và đổi màu cậu phóng lên không trung rồi chém phăng tảng thiên thạch làm đôi bằng thanh đế kiếm và hắc kiếm ác quỷ con rác dính đòn bị đánh bật ra khỏi tầng bình lưu tại đây hắn cảm thấy vô cùng nhẹ lòng và thanh thản con rác nhắn nhủ với át ta rằng hãy trở thành ma pháp vương và chia sẻ thế giới ấm áp của mình cho mọi người dân trên đất nước này con rác sau đó tan biến theo các cựu ma pháp vương mọi người sau đó đã hội nhóm lại trên đỉnh sọ của ác quỷ chu ly sút cảm ơn át ta vì đã ngăn chặn dã tâm của con rác thay ông khi được Atta hỏi làm cách nào mà cậu có thể sử dụng được đế kiếm thì Chu Sút chỉ mỉm cười mà trả lời rằng các cựu ma pháp vương đã cho Atta mượn sức mạnh kỳ diệu của họ. Chu Sút sau đó quay lại hỏi Atta thấy ma pháp vương có tuyệt không, cậu mỉm cười rạng rỡ và nói có và nhất định cậu sẽ trở thành một ma pháp vương như vậy.